Trong video ngày nay bên Huấn Audio mình lên một combo để anh em mình dựng loa 715 hoặc loa tủ kéo bản chất lượng và giá êm. Với bát anh em thấy đây bát 40 nhá, 75 là phải 40 rồi, 40 và bát này từ 190 côn 76 dòng Joseph đít lồi. Mặt đằng trước của nó đây, anh em thấy màng thì được sơn bóng này, chống ẩm, gân vải ba sóng, chất lượng, chất lượng luôn. Cái xương nhôm rất chất lượng, cái xương của giả xếp đặc trưng. Và phân tần thì ghép với phân tần JBL280 nhá. Phân tần này thì anh em thấy nhìn thấy đấy, thấy độ uy tín rồi. JBL280 mạch xanh tụ vuông. Và ghép với con tép kèn giò xếp ND253. Phiên bản này thì không cần phải quảng cáo nữa rồi đúng không ạ? Nhiều đơn vị bán và chất lượng thì đã được khẳng định trong tầm tiền. Tất nhiên là con này thì hay trong tầm tiền thôi, chứ mình không thể so sánh được bản cao hơn được. Với phiên bản anh em mình đang quan sát đây gồm có gì, hai cái bát, hai cái phân tần và hai cái tép, có giá bán là 3,9 triệu bao ship toàn quốc. 3,9 triệu này anh em mình nên thùng để đánh cho những loa 40 nhá, loa 75 nhá, thì anh em thấy là cấu hình rất chất lượng rồi, rất chất lượng, hàng nhập khẩu 100% Trung Quốc tất cả ở đây. Khi mua tép thì được tặng kèm thêm cả cái bích xoáy nhá, khi phễu anh em phễu xoáy là vừa luôn. Còn anh em mà dựng mới hoàn toàn thì bên mình sẽ cung cấp quả phễu luôn. Anh em mua phễu thêm 100.000 nữa là 4 triệu. Và mình sẽ có cái hậu loa dạng xoáy tay thôi, không phải bắt xoáy xoáy, thì mình sẽ tặng luôn. Khi anh em mua về dựng mới hoàn toàn, dây dợ mình vào luôn ở phân tần đấy. Anh em mua này là vẫn bán nhá. Đôi bát là 2,4 triệu này, bao ship toàn quốc. Đôi tép là 850 bao ship toàn quốc. Đôi phân tần là 750 bao ship toàn quốc. Anh em xem sản phẩm bên mình nhá, chất lượng nhá. Rất chất lượng rồi. Rất nhiều đồ độc, đồ đẹp, đồ chất lượng từ phân tần, bát tép anh em nhé. Và anh em quan tâm thì điện thoại cho bên mình nhé, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Huấn Audio và chào anh em.